Ngày 28 tháng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua có ghi nhận một số học sinh nghỉ bệnh tăng cao bất thường tại trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám và trường Trung học cơ sở Lam Sơn, quận Bình Thạnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh đến làm việc với nhà trường. Qua điều tra, số học sinh nghỉ học vì bệnh cũng như số học sinh xuống phòng y tế của hai trường này để khám vì có triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Ngoài ra còn ghi nhận khoảng 10-15% trường hợp có tiêu chảy, buồn nôn, nôn. Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, trạm Y tế phường 2 và phường 26 quận Bình Thạnh đã lập tức lấy mẫu giám sát ngẫu nhiên cho 18 trường hợp để làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Kết quả tất cả đều âm tính với COVID-19. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện xét nghiệm nhanh cúm AB âm tính, thực hiện cho 26 trẻ có triệu chứng. Các chuyên gia nhi khoa nhận định, nguyên nhân gây bệnh ở những học sinh này khả năng cao là nhiễm siêu vi hô hấp thường gặp ở trẻ em. Thực tế, các học sinh ở cả hai trường đã tự khỏi và không ghi nhận trường hợp cần nhập viện điều trị do tình trạng nặng. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu có gắn chip điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước. Hộ chiếu gắn chip điện tử có tính bảo mật thông tin cao vì được lưu trữ trong con chip, rất khó sao chép thông tin. Chính vì vậy, hộ chiếu điện tử có tính bảo mật hơn hộ chiếu giấy thông thường, bảo vệ người mang hộ chiếu trước nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân. Trong hộ chiếu gắn chip điện tử cũng như các hộ chiếu phổ thông mới đã được bổ sung thêm nơi sinh. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử được sử dụng song hành. Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử. Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam Vinasport trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, đồng thời chuyển một số nội dung có dấu hiệu sai phạm tới Bộ Công an để tiếp tục làm rõ. Qua thanh tra, đơn vị thanh tra đã chuyển thông tin đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra và thu hồi những khoản tiền thất thoát liên quan tới việc xuất đạn cho Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao Vĩnh Phúc trái pháp luật, xuất khống không có hợp đồng, không có khả năng thu hồi, gây thất thoát số tiền 1,4 tỷ đồng của Vinasport, trả trước số tiền 150.000 euro cho hãng Asia khi chưa có kết quả trúng thầu, không có khả năng thu hồi, làm mất vốn của Vinasport. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng chuyển đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ một số nội dung liên quan đến các khoản công nợ phải thu, như các khoản huy động vốn tại xí nghiệp sản xuất dụng cụ thể dục thể thao giai đoạn 2008-2010, khoản chi cho công ty Nam Đô số tiền 1 tỷ đồng mà không có khả năng thu hồi, các thông tin liên quan đến hợp đồng cho thuê mặt bằng, nhà xưởng trái quy định đối với hợp đồng với công ty HBI. Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin việc phá dỡ tài sản là nhà xưởng tại số 181 Nguyễn Huy Tưởng để hợp tác đầu tư, nhưng không được thực hiện gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 7,5 tỷ đồng, và việc mua bán phôi thép với công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt Úc không có khả năng thu hồi, làm mất vốn với số tiền gần 5,9 tỷ đồng đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 28 tháng 2, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng có nhận được thông tin về vụ ẩu đả va chạm có tiếng nổ, nghi sử dụng súng vừa xảy ra tại điểm giao nhau giữa tuyến đường Phan Đình Phùng và đường Trần Hưng Đạo, đoạn thuộc địa phận phường Lê Hồng Phong, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Theo các nhân chứng, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 28 tháng 2, tại điểm đường giao nhau trên xảy ra va chạm ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên đi xe máy. Lúc này, trên xe máy màu đỏ có hai thanh niên mặc áo mưa, bịt khẩu trang. Trong đó, thanh niên ngồi phía sau mặc áo mưa màu tím sử dụng vật như súng ngắn, chĩa về sau phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Đầu giờ chiều cùng ngày, Công an thành phố Quy Nhơn cho biết các cơ quan điều tra của đơn vị này vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để truy vết điều tra xử lý vụ việc.
Ngày 28 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thị Vân Kiều, 36 tuổi, nguyên kế toán trường mầm non Hoa Ngọc Lan, 16 năm về tội tham mô tài sản và 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu tài liệu cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, thời gian làm kế toán tại trường mầm non Hoa Ngọc Lan, quận Cẩm Lệ, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Kiều đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của trường. Cụ thể, Kiều lập khống giả chữ ký của chủ tài khoản, lập khống rồi đưa chủ tài khoản ký trên giấy ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách nhà nước với nội dung mua văn phòng phẩm, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ dạy học và bán trú, đồng thời lập nâng khống tiền lương bán trú thứ bảy của mình trên bảng lương ủy nhiệm chi gấp 20 đến 30 lần lương thực tế để hiệu trưởng ký hoặc giả chữ ký hiệu trưởng để chuyển tiền từ kho bạc, ngân hàng vào tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 939 triệu đồng. Ngày 28 tháng 2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh Kiệt, 28 tuổi, trú huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Kiệt là cháu rể của ông LQD, 46 tuổi, trú tại thị trấn Erang, huyện Ehleu, tỉnh Đắk Lắk. Cuối năm 2020, ông D nhờ Kiệt tìm mua giùm một chiếc xe ô tô, loại xe Mazda CX-5. Để ông sử dụng với số tiền từ 600 đến 700 triệu đồng. Thời điểm này do đang nợ nần nhiều nơi nên Kiệt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chú vợ. Kiệt đã liên hệ với một công ty chuyên cho thuê xe ô tô tự lái tại thành phố Hồ Chí Minh để thuê một chiếc ô tô Mazda CX-5 và báo giá 700 triệu đồng. Sau khi xem hình ảnh, ông D đồng ý mua và chuyển trước 680 triệu đồng cho Kiệt. Kiệt dùng 50 triệu đồng đi thuê lại chiếc xe ô tô trên, rồi gọi điện cho ông Đê xuống thành phố Hồ Chí Minh điều khiển về Đắk Lắk sử dụng. Quá trình sử dụng, ông Đê nhiều lần yêu cầu Kiệt rút hồ sơ gốc của chiếc xe để làm thủ tục sang tên đổi chủ, nhưng Kiệt luôn lấy lý do để né tránh. Đến khoảng tháng 4 năm 2022, công ty cho thuê xe tại thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Kiệt phải đưa xe về trả lại, thì đối tượng này nói dối ông Đê đưa xe xuống thành phố Hồ Chí Minh để rút hồ sơ gốc. Để tạo lòng tin, Kiệt nói khi nào rút được hồ sơ sẽ tự điều khiển xe lên Đắk Lắk giao lại cho ông Đê. Sau nhiều lần yêu cầu, Kiệt giao xe nhưng không được. Ông Đê tìm hiểu và biết mình bị lừa nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Trưa ngày 28 tháng 2, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết đã chủ động chỉ đạo đảo Đá Lát và các đảo khác thuộc quần đảo Trường Sa cùng với các tàu hoạt động trên biển, chủ động hỗ trợ lương thực và nước ngọt cho ngư dân trên 131 tàu cá bị cạn lương thực do thời tiết xấu. Theo đó, mỗi tàu cá đang neo tại đảo Đá Lát được hỗ trợ 15 kg gạo và 60 lít nước ngọt. Bên cạnh đó, các tàu làm nhiệm vụ trên biển chủ động tiếp cận và hỗ trợ bà con ngư dân các thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước ngọt. Còn tại đảo Đá Đông B, thuộc quần đảo Trường Sa, cũng đã hỗ trợ cho các ngư dân trên hai tàu cá đang neo trú tại đảo, gồm 30 kg gạo, các lương thực thiết yếu, thuốc kháng sinh và 200 lít nước ngọt. Đồng thời, lãnh đạo chỉ huy các đảo Đá Lát, Đá Đông B đã gặp gỡ, động viên và tặng quà cho ngư dân trên các tàu cá gặp khó khăn.